Đây là dự án của Phúc Anh à? Trần Anh. Năm 20 xây dựng một trệt 3 lầu dùng để kinh doanh tài chính. Một trệt 1 lầu. À, cái chiều ngang là 8m, sâu 10m2 hả? Thiết kế một trệt 1 lầu. Giá trung bình khoảng 4 tỷ. Đây ở Bình Dương. Đúng không? Mình đi thẳng một chút xíu bên tay phải là cái bên cái máy rất lớn. Thì còn sát bên kia đường của bên kia mình là cái khu công nghiệp Trân Thành, Bình Phước. Rồi đứng về đây khoảng tại cây số thì phải có khu công nghiệp mà này thuộc huyện Trân Thành đúng không? Bắc đến 5-7 cây số là khoảng cái khu công nghiệp. Đúng rồi, cái đường mình đi vô á, mình nãy cái đường mình đi vô là bên nãy cái đường này là Bình Phước. Còn bên mình là Bình Dương. Đúng rồi. Tức là chạy qua cái là công an bên này khỏi bắt tôi bên kia. Ông kia Bình Phước qua bắt em được bắt tôi. Vậy đó. Đây là huyện Trân Thành đúng không? Đây là huyện Bầu Bàng. À, huyện Bầu Bàng. Huyện Bầu Bàng. Còn đây là Lộ Thất này. Một phòng ngủ phía dưới. À. Nội thất này hoàn thiện đẹp phết hơn. Đây là nhà mẫu thôi. Nội thất rất đẹp. Này là xây theo kiểu Nhật, phong cách Nhật. Thế đi mình thử lên trên nào con. Mình cứ tự thoải mái, nhà này nhà mẫu đi thoải mái. Đông quá hả cô chú? Dạ. Đang sống gì vậy? Cái bàn để giữa này hay ha. Cái phòng này là bên mình thiết kế là phòng master. Tuy nhiên là khi mà mình giao nhà thô thì mình có thể thiết kế lại phòng. Ừ. Thì mình ngăn theo ý của mình. Còn này là phòng master rồi. Mà tất cả là ba phòng. Dạ ba phòng, một phòng bên dưới này, một phòng bên này. Bên này có cái phòng. Dạ một phòng master dành cho chủ nhà mình. Này biệt thự như này. 10x20. Diện tích đất 8x10, 8m2 đúng không? 8m2, 10m2. 10m2. Diện tích xây. Diện tích xây. Cứ cho 80 đi. 80m2. Đây là phòng tắm này. À, nội thất này đẹp ghê quá. Đẹp. Bao nhiêu cái đẹp nhất trong đẹp. Dự án này lớn phết anh Sơn. Lớn nha. Từ đây mà đi thành phố Hồ Chí Minh mất 2 cây à? À quên 2 tiếng à? 2 tiếng đó. Bằng về Vũng Tàu nhỉ? Ừ. Đất 10-20 xây dựng 10-10. Còn lại là đây là phòng master. Đây một phòng ngủ. Đây một phòng ngủ ha. Xây nếu mà dài 20 xíu đi.
Đây là ba phòng ngủ xây vuông. Đi lên cầu thang thì cái phòng ngủ này là phía bên tay phải. Thiết kế rất là khoa học đó. Có hơn 80 mét. 2.8. 80 mét rồi đấy. Thiết kế là đúng rồi. Đúng. 200 mét vuông á. 200 mét vuông ở nhiều 8 nhân viên. Nó giả giả cổ ha. Giả dạng cổ điển. Hiện đại và cổ điển kết hợp 2:1. Hoàn thiện cái nội thất này vào đây là khoảng bao tiền ta? Để hôm bữa tính các bạn tính toàn bộ full nội thất ở đây là 2.6 full nội thất là bao gồm tất cả các tất tần tần từ mọi thứ luôn, tức là nguyên thiện nội thất đấy, TV, tủ lạnh, máy lạnh, tất cả các cái luôn. Cái nhà này là 2.6. Còn nếu mà mình làm một cách đơn giản thôi, mình không cần làm cầu kỳ như mấy cái này, bởi vì thật sự cái này là nhà mẫu thì mình phải làm cầu kỳ như thế này. Tuy nhiên là mình vô mình, nếu mà phong cách mình đơn giản thì mình bỏ khoảng đâu đó khoảng 800 đến 1 tỷ mình có thể hoàn thiện cái nhà này. Nó đây thì đúng rồi, phải đẹp thì mình tùy theo điều kiện kinh tế. Ở bên này nguyên dãy đường này là biệt thự hết, mà chỉ có một khu biệt thự này thôi, khoảng 40 căn, còn lại tất cả là nhà phố. Một trình một lầu.